Xin chào các em, chúng ta sang bài mà số ID là 518. Bài này nằm trong phần bài kiểm tra số 7. Đây là bài ST của Phelon. Việc đầu tiên là các em phải dịch được cho thầy tên của hai cái công thức này là. Các em để ý hộ thầy là hai cái này nó là đồng phân của nhau, cùng mà lớn. Đó. Một cái là ST của Phelon, một cái không phải là ST của Phelon. Ok. Khi phản ứng với cao H, người ta cho cao H là gam dung dịch chứ không phải là gam chất tan. Vì thế chú ý là chắc chắn là ở đây là phải có nước rồi. Và nghĩ đến bảo toàn khối lượng rồi. Thu được 12,42 gam muối. Nước sinh ra là do cái ST của Phelon tạo ra. Và ancol. Ancol là benzylic. Thực hiện phản ứng với natri thì thu được hydro của thầy là 2,755 mol. Người ta yêu cầu là tính phần trăm khối lượng của muối kali cơ. Đấy, nat kali phenol nat. Như vậy các em phải tìm được số mol của hai thằng ban đầu này. Rất đơn giản thôi. Thầy gọi số mol nước tạo ra và nước tổng tạo ra do trong KH có sẵn cộng nước tạo ra là x mol. Rượu là y mol. Lập phương trình với x và y. Phương trình số 1. Được chưa? Nào, phương trình số 1 là cái phương trình bảo toàn hiệu linh động. Đây có 2,755 nhân 2, x cộng y bằng 2,755 nhân 2. Phương trình thứ hai là phương trình bảo toàn khối lượng. Các em có là khối lượng thằng này tổng của thầy là 0,05 nhân m lớn của nó là 150. Cộng 105 là của cao H bằng khối lượng của muối cộng với khối lượng của cả hỗn hợp sau này. Đây thầy có đây. 18x cộng 108y. Từ đó các em tìm ra x bằng 5,5 và y bằng 0,01. Y bằng 0,01, thầy bảo toàn gốc. Kết quả thầy có cái ST số 2 này là 0,01. ST số 1 còn lại là 0,04. Đấy tổng 0,05 trừ 0,01 đi. Từ đó suy ra cái C6H5OK sẽ bằng 0,04 mol. Phần trăm của nó thì bằng 0,04. Nhân 132 là m lớn chia 12,42 là khối lượng muối này. Nhân với lại 100 thì ra là 42,5%. Và đáp án thầy có là đáp án A. Ok.